Grek đây rồi, cơ hội đây rồi anh em ơi. Nhưng mà ông Linh xoay quân nhanh quá, kịp nhìn. Grek 2-0 rồi. Nào xem Grek vượt khó thế nào nào. Xem con anh Y đánh nghèo vài khung rồi đấy. Y đi, Y thủ chết thiên đi xem nào. Xem trận Grek Lê Chí Linh đi, nếu mà là hay anh em ạ. Hệ sóc dân thì nó mới là hay. Chúng ta sẽ cùng xem. Chứ mà Grek vào tay của các game thủ hệ công thì chỉ có dâng lên và ôm bom thôi, không có bài gì khác cả. Để xem nó nhạt lắm. Xem Lê Chí Linh xem có cái gì đổi mới không nào. Để xem có thắng được trận này không. Thắng được trận này thì tôi mới để Grek mới là đặc cấp anh em ạ. Lê Chí Linh tầm giờ mà gặp anh Mạnh Dũng khả năng sẽ cân hơn đâu đá. Anh Mạnh Dũng nào nhỉ? Chào anh Comeback nhá. Anh Mạnh Dũng chính là anh Comeback à? Làm kèo Lê Chí Linh Nhật Anh mới hay à? À rồi. Lê Chí Linh Nhật Anh. Chào anh Lâm Quang. Lê Chí Linh cầm Grek ôm bom khỏe lắm à? Đấy, để xem. Không, nhưng mà em nghĩ là Lê Chí Linh trận này sẽ đánh tại nhà đấy, bởi vì thế nhà tương đối kín. Nhà đẹp mà. Quả phụ có đây này, đây là bầy hươu. Bầy hươu này bầy hươu đầu à? Bầy hươu đầu này thì hơi xa, nhưng mà không sao, đá về vàng hoặc đá về cánh rừng cũng được. Đá về cánh rừng đây. Đây khả năng hươu phụ đấy, đi lên vòng xung quanh xem hố đen hố điếc gì vào dò xem có thấy được không. Làm thêm một bầy hươu nữa là coi như đủ đồ, hoặc là thêm một đôi voi nữa lùa về cũng được. Rồi, ok. PS đầu tiên thiết kế nhân đôi luôn anh em ạ, thậm chí là nhân 3 khi mà có thể ăn vàng ở đây luôn. Rất tiết kiệm. Rất ok. Xem mấy trận quân tịt ôm bom rồi sợ Lê Chí Linh đánh cửa trên tại nhà thôi. Em lại thích xem Lê Chí Linh đánh tại nhà cơ. Đánh tại nhà trận này xong rồi trâu lên. Ra ruộng thật đều tay. Lên Y lên Yếc gì đó chẳng hạn. Nhưng mà anh em tranh thủ rảnh tay vẫn ấn cái phím like cái mọi người. Nãy giờ quên mất không bảo anh em ấn cho cả. Mới được 24 like thôi. Hôm nay kéo hot này mà không được 50 like thì hỏng hẳn. Và đừng quên sắp tới mọi người có thể đăng ký tham gia giải đấu AOL làng Tân Nguyên Soái anh em nhé. Đăng ký tham gia càng đông càng vui mọi người ơi. Gà cũng đăng ký tham gia hết nha anh em ơi. À, như vậy là game thủ Mạnh Dũng là nguyên soái ở bên AOE Đam Mê à? Thế thì khỏe đấy, hôm nào làm quả kèo anh ơi. Anh em bên Đam Mê động viên Thành Đạt đấy. Động viên Thành Đạt này làm kèo với Lê Chí Linh đi, cho anh em phủi xem cho nó mãn nhãn. Tội gì anh em mình tiếc gì đâu nhờ. Đã cùng là anh em phủi với nhau mà tiếc một kèo đấu với nhau chán lắm. Làm quả kèo cho anh em cùng xem đi cho vui. Đúng không ạ? Mình thì gọi là nuôi đam mê cho nhau thôi chứ còn gì đâu. Em thì sẽ sẵn sàng là bình luận dành công dành sức bình luận cho mọi người theo dõi luôn. Có quả kèo hay thì anh em xúc nhau xem nó sướng. Đúng không ạ? Thành Đạt Lê Chí Linh được đấy. Hôm trước là Thành Đạt đấm cụ canh hơi đau đấy. Nay Lê Chí Linh bảo là để em lấy lại những gì đã mất cho. Rồi, con voi về, ok. Có voi xa anh em ạ, thôi thì xa cũng được. Nhà tương đối kín đấy, chiếc BS thứ hai ăn gỗ đây này. Máy vàng thì không cần phải đóng S thêm nữa. 120 gỗ đấy có thể dùng để vẽ ruộng. Rất là ổn. Khung rồi. Đẹp. Anh là bầu của Thành Đạt đấy à? Ấy à? Anh bầu Thành Đạt, anh động viên Thành Đạt làm quả kèo với Lê Chí Linh anh ơi. Buổi tối đây gì đấy. Để em động viên Lê Chí Linh nữa là chúng ta cùng triển khai thôi, cho xem cho nó sướng. Anh em khán giả phủi theo dõi được những quả kèo như thế thì cũng không gọi là không phí tiền mạng đúng không ạ? Vào quả like comment ngay rồi cảm ơn anh Lâm Quảng nhá. Hay quá. Đấy, khán giả fan cứng nó phải vậy chứ. Xem nào, xem tình hình trận này nào nào. VL đây rồi, ok, đây là BM, bò rộng thế.
Bo hơi rộng anh em ạ, cơ cấu nhà này thì hơi loằng ngoằng rồi, sao không bo hẹp hẹp lại nhỉ? Ông ấy lại tham quá rồi, lại 28 dân anh em ạ. Đấy, đánh tại nhà mà. Kích đời là khoảng đâu đó cuối 10 đầu 11, nhưng 28 dân như vậy được nhá. 28 dân tầm đấy không phải là muộn đâu. Mà lực thì rất 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 khỏe. Và cơ cấu được nhà rộng như thế này thì không biết là Lê Chí Linh sẽ chuyển được cái bài gì đây. Ở bên kia thì nãy em không kịp nhìn quân, để xem quân bên kia là quân gì. Đây là cái gì đấy? Một BS nữa. Yep. Ăn vàng đẹp này ông đóng thêm BS nữa không? Dở người không? Nghèo lắm. Thôi không sao, nhà có gỗ thì cứ đầu tư đi. 120 gỗ đấy vào để mà vẽ ruộng có phải ngon không? Bo hơi rộng nhá, bo hơi rộng như thế này thì cái mặt này sẽ là mặt yếu này. Mặt này họ đục e vào thì làm nào? Yèo gì không hay là đánh trâu chém lên đây? Đấy rồi, còn gì đấy? Nhà anh Bắc nằm ở trên góc 12 giờ. Em check xem thử là quân gì nào. Egypt, ủa, Greg Egypt anh em ơi. Kiểu tịt của tịt đấy rồi. Nhưng mà trận này Greg thì đánh tại nhà. Phong thái gọi là cửa trên đấy. Phong thái cửa trên. Xem tình hình trận này có thắng được không nào. Trận này thắng mới gọi là ghê. Thắng mới gọi là đẳng cấp, thế gọi là top phủi. Mới gọi là ao trình phủi chứ đúng không? Còn thua thì cũng bình thường thôi. Bò rất rộng anh em ạ, bên kia Egypt đánh cung thổi phù đấy. Bên này sẽ là đánh trâu chém hay là như thế nào đây? Tầm này thì ôm bom chắc chắn là không kịp nữa rồi. Nhưng mà sẽ là trâu chém hay là có chuyển y, chuyển eo gì không? Ngày xưa xem tin tin đánh, Greg còn có cái bài trâu quẩy đá nữa. Dị thật, đúng là tin dị có khác. Còn Greg đánh trâu quẩy đá anh em ạ. Còn thắng được cả, trước là thắng được cả Babylon đánh cung R. Nhưng mà đối với cả đế chế hiện đại thời nay thì cái bài đấy gần như là tuyệt chủng mất rồi. Director này là... Ô, chưa thấy. À đây có nhà P rồi chứ nhỉ. Đây có nhà P nhưng chưa thấy con phù thủy. Đây rồi, con phù thủy bắt đầu đến dành cho Egypt để có thể phù lấy cái con chém này. Có lẽ là anh Bắc sẽ thủ được thôi. Y rồi. Hay quá em ơi. Có y anh em ơi, trận này châu y đấy. Tuyệt vời. Lê Chí Linh có lẽ là cũng hay xem ao làng thi đấu, nghe bình luận viên đấu đá bình luận nhiều. Hay biết mình thích xem y nên là đánh y luôn. Mặc dù trận này đối đầu với Egypt thì đánh y nó rất là khó. Cung đời Egypt chống y cực kỳ tốt. Đấy, nhưng mà cứ đánh đi, thua thôi chứ có gì đâu mà. Kèo chạm 5 mà mình đang dẫn 2-0. Trận này đánh cái gì nó cũng khó thôi. Egypt gặp Greg thì đánh cái gì chả khó. Tốt nhất là cứ đánh một bài y thử xem thế nào. Nhớ đâu lại thắng được thì sao? Nhớ đâu lên 4 trận này thì sao? Bài này được cái là lên đời mút được mấy dân rồi anh em ạ. Nói chung là cũng có chút lợi thế. Và dân này đang vượt trội hơn so với tủ Bắc Pro. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây là cái chất quân. Thì bên kia Egypt đang tuyển hơn hẳn. Chào anh Tuấn Hào Hoa. Sắp tới giải AOL làng Tân Nguyên Soái anh ơi. Chào người em Việt Seng nhá. Y anh thích anh Y lắm. Thích xem đánh Y và cũng thích đánh Y. Ngày xưa xem mà tin tin đánh Y nghiện mất rồi. Bây giờ không bỏ được. Dở quá, nghiện là dở rồi. Cái bài Y thì thực sự là nó cũng có nhiều cái điểm yếu lắm anh em ạ. Nhưng mà nó rất là ảo. Đã, nâng chiêng đồng lên đây. Chiêng đồng có chưa? Đào vàng nâng rồi, đã đầu nâng đào vàng rồi. 3 y rồi anh em ơi, nhà khung đét là ra dân sóc y thôi. Lừa lừa tích đổ, tích một tân nhảy 4. Nhảy 4 trong nâng y đẹp lên là xiên thôi, có gì đâu mà. Nhưng mà chắc chắn là Egypt sẽ không để cho Greg yên ổn mà nhảy 4 đâu. Egypt sẽ đẩy. Đấy, đỡ được những tân đẩy có khi thắng anh em ơi. Trận này đánh y là thắng đấy. Việt Seng đang nợ một kèo lượt về nhá Việt Seng ơi. Hôm trước mới hòa thôi chưa phải thắng đâu. Giống như Việt Seng hòa đấu đá là giống như kiểu là Arsenal hòa Bayern Munich vậy. Sợ quá. Mãi giờ thấy đánh lại. Rồi, 3 y rồi. Bên kia thì cung ngựa kẹp lạc đà và chắc chắn sẽ có phù thủy, chính xác là cung ngựa kẹp ngựa chém phù được và sẽ có phù thủy phía sau. Nhưng
mà Lê Chí Linh đang muốn đi một tuần nào. Ở nhà thì khả năng là khó đỡ tuần này. 3 y ít quá nhỉ, lên thêm một y nữa đi. Thêm một y nữa được không em? Đúng rồi, một y nữa, đúng rồi. Nhưng mà đóng y ở đây thì y sẽ nở ra phía trong. Cái tân đâm y này của Lê Chí Linh thì đi hơi đột biến một chút. Đâm ra ở nhà không có đủ quân mà đỡ. Tân đấy mà đứng ở nhà đỡ thì ngon. Nhưng mà Lê Chí Linh muốn đi một tuần nào. Chẳng qua nhà anh Bắc cảm giác là tay chân không còn được ngon lành như ngày xưa nữa đâu anh em ạ. Không còn được nhanh như ngày xưa đâu. Nên bây giờ bảo anh chơi phù cũng là một thử thách dành cho anh. Chơi phù mà phù y nó cần nhiều tay lắm anh em ạ. Phù y phải dần rất nhiều tay nhé, bởi vì con y nó đông, nó rẻ. Nên tay chân nó phải nhanh. Nhưng mà với một bộ lão 40 thì cái việc đó thực sự nó hơi khó khăn. Tuần đầm ảo quá. Đấy là sự ảo diệu của con y. Đặc biệt là y Greg nữa. Ở nhà có lẽ Egypt sẽ bùng, sẽ toang. Trong khi đó tuần Greg thì đỡ được rồi. Tuần này kể cả Egypt đỡ được thì cũng là lợi thế. Ăn được nhiều dân rồi. Bây giờ đóng thêm 5 y thì thoải mái. Tham lai 5-6 đóng cả BC này. Ủa, khỏe quá mình ơi. Nhà chính thêm, ok. Một lớp nhà BE nữa. Đánh rất tỉ mỉ, rất chi tiết. Trận này khả năng tươi đấy. Kèo tịt nhưng mà Lê Chí Linh đang biến nó thành một kèo thắng anh em ạ. Với những con y của mình. Và một trận đấu mà Greg cũng có một cái map thực sự đẹp nữa. Khùng. Chào 50.000 anh em đang theo dõi nha. Nhắn đúng em không biết chơi. Biết chơi hôm trước vào ông đấm tôi đấy. Đấm được hòa phát là thôi không đánh nữa. Cày thật. Này. Anh em chào anh em mới vào nhá anh em ơi. Trong lúc đang có đông anh em như thế này thì hy vọng là anh em có thể bổ cho quả like, giúp cho cái video này được 50 lượt like. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trận này mà thua khả năng ít không thật. Trận này mà thua hơi căng. Đây là kèo đấu có lẽ sáng cửa nhất rồi. Greg Egypt, một kèo đấu mà người ta bảo là tịt của tịt. Nhưng mà thực sự cái bài Egypt này Lê Chí Linh đánh thế này là khó thắng được đấy. Bài Greg đánh kiểu trâu khỏe này. Nói chung bài này Egypt muốn thắng là phải đánh phù nhiều tay cơ. Phù kèm với cung R. Nhưng mà phải có nhiều tay một chút. Tay phải nhanh cơ. À, chuyển cung A. Ok. Chuyển cung A đến từ anh Bắc Pro để có thể chống y được tốt hơn. Anh quyết định hy sinh cái lợi thế của những con cung R Egypt để có thể chuyển những con cung A nó có sát thương cao hơn. Nó có thể chống y Greg tốt hơn. Nhưng bây giờ thì Lazy League hoàn toàn có thể lừa một tên lên 4. Tầm này thì có thể lên 4 được rồi. Bởi vì bây giờ mà lao y vào những con cung A như thế này thì không nên. Mà mình sẽ đứng thủ dọc dọc giữa bản đồ ấy. Xong bắt những cái đường đi cung của đối phương. Bắt được 1-2 tên cung nhảy 4 là được. Hoặc là có thể âm thầm nhảy 4 luôn cũng được. Xong đứng y hết giữa bản đồ ấy. Bắt cái đường đi cung của Gầm Egypt. Công 4 rồi, chiêng đồng đã có. Những con y này mà nó lọt vào là nó đau đầu phết đấy. Muốn nhân lên 4 lắm anh em ạ. Muốn lên 4 lắm nhưng mà có lẽ là cũng đang phải từ từ đã. Thêm tân ruộng đã, ruộng đang hơi ít. Đúng rồi, kích ruộng thứ hai rồi. Và phải sóc thêm y ra mà đỡ đi. Cứ từ từ cẩn thận anh Bắc anh phản công bây giờ đấy. Sóc thêm tân y nữa rồi kích 4 nhá. Rồi, chặt hết cánh rừng vẽ quanh ruộng quá đẹp dành cho Lê Chí Linh. Khỏe quá nhờ. Bài này mà Greg trong cánh mà đánh y như thế này trong cái map 44 thì lên 4 cần bản đồ. Kích 4 rồi đúng không? Vừa thấy 800 thịt mà. Hình như đã kích 4 dành cho Lê Chí Linh rồi. Đấy, lâu lâu rồi phải cái e câu giờ vậy. Tham lai 86 rồi. Vừa kích 4 và có lẽ sẽ chờ đợi lên 4 rồi nâng cấp y đẹp là ta chơi được. Lên 4 thì có thêm 2 cái chiêng đồng nữa. Y chạy nhanh hơn. Đấy, công to hơn. Và công nghệ đời 4 nó vẫn là khác bọt. Kể cả bên kia có là cung A đi chăng nữa tôi không sợ. Nên là cứ lờn vờn thôi. Đứng hết giữa bản đồ câu giờ chờ những con y lên sau. Thậm chí là thích thì chơi cả y thần. Nhưng mà thôi, y đẹp là được rồi. Vâng, như vậy đời bạn từ từ sật về đi. Đang chưa lên 4 rồi đã đời lao vào ăn chổi rồi.
lao vào luôn anh em ạ, lao vào tên này thì thiêu hơi nhiều y, đúng rồi, giật ra đi, từ từ đã chứ, đang câu giờ được cái tội gì nhỉ, chờ đợi đời 4 đã chứ, bây giờ lao vào thì phí y lắm anh em ạ, nhưng con y này mà lên đẹp thì nó khác biệt hẳn, bây giờ lao vào chết sạch thì nó phí đúng không, rồi lên 4 thành công, nâng cấp trường đồng, nâng cấp chạy nhanh, nâng cấp y đẹp, nâng cấp đào vàng 2, rất chuẩn bài. Crack thì không có công 7. Đó. Thế là nó cũng mắc rồi đấy, mắc công nghệ rồi đấy. Thêm một cái chiêng nữa là chiêng 3. Thì nó sẽ là đẹp nhất. À, tên đấy câu giờ ha, câu giờ câu hơi quá. Câu giờ mà lao vào thiêu thế chứ. May mà giật ra kịp đấy. Chứ quả đấy mà rút không kịp rồi nhọc. Rồi, anh bác công lên rồi. Anh bác nhìn thấy Crack lên đời 4 thì không biết anh sẽ có phương án gì đây. Sợ là anh quýt mất thì Greg không kịp lên y đẹp và không thể hiện được cái sức mạnh của con y Greg đời 4. Đây còn bãi vàng nữa này. À như vậy là bắt được một tân dân ăn vàng của game thủ cầm Greg anh em ạ. Anh bắt quyền quản vàng. Hay lắm anh ơi. Hợp lý đấy. Bây giờ mình không công được thì mình phải quản vàng thôi. Nâng chương 3 nhưng mà vàng cảm giác đang hơi tù. À trận này mà quản được vàng rát có khi vẫn được anh em ạ. Đánh đời 3 thắng đời 4 có được không? Đấy chính tính ra không còn nhiều vàng đâu, hai bãi vàng này ăn gần hết rồi. Linh phải ăn được bãi vàng thứ ba cơ. À thứ tư chứ. Hai bãi vàng này ăn gần hết rồi đấy. Đấy, còn một mùm thôi. Bây giờ phải tìm cách ăn được bãi vàng thứ tư. Bãi vàng thứ tư thì quá gần nhà của Egypt. Ra đấy ăn thì khả năng sẽ bị quản và chắc chắn là anh bác sẽ rất để ý cái bãi vàng này, không để cho Lê Chí Linh có thể khai thác một cách yên ổn được đâu. Được, quản vàng được là vẫn có thể thắng được từ đời 3 nhá. Đời 3 thắng đời 4. Cố gắng lên anh ơi. Đây là trận đấu rất quan trọng đấy. Bởi vì nếu thua trận này thì khả năng cao là hôm nay căng. Trận lên 4 rất hay đến từ Lê Chí Linh. Chào anh Phạm Thanh An nhá. Chào anh em mới vào, anh em đừng quên ấn like và ấn chuông để nhận thông báo livestream anh em ơi. Comment chấm than notify để nhận thông báo livestream nhá. Và nếu mà chưa theo dõi fanpage thì ấn theo dõi fanpage một tuần giúp em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và một tuần lọt ảo từ hướng 12 giờ xuống. Cảm ơn Idol Dục Nguyễn đã chia sẻ và like. Tuyệt vời Idol. Và một tuần lọt ảo từ 12 giờ xuống lại tiếp tục mút được tuần dần nữa. Và tuần Y này thì khả năng sẽ mút được cái đạo cung đứng giữa bản đồ. Thắng chưa? Vâng, ăn được lại bãi vàng này. Tự nhiên vâng, mọi thứ tốt đẹp đang trở về với Lê Chí Linh. Quá đẹp anh em ạ. Dòng turn y đẹp này lên và có thể kết thúc Egypt ngay sau turn này luôn. Bởi vì Egypt không lên được đời 4. Mà có lên 4 tầm này cũng muộn rồi. Để cho Lê Chí Linh ăn lại vàng là dở rồi. Nhưng mà không làm gì được anh em ạ. Với ngần đấy vàng thì Lê Chí Linh vẫn đủ sóc y đẹp để chơi. Không quản nổi. Hay, trận đấu quá hay dành cho Lê Chí Linh. Với những con y đời 4 của Greg giành chiến thắng trước Egypt trong tay của anh Bắc Pro. Khỏe quá nhỉ, Lê Chí Linh khỏe quá anh em ơi. Anh Đạt xem trận đấu này không biết là có ngứa tay ngứa chân không. Để vào xúc con hàng này. Vào đây, vào là tiếp. Cho anh em phủi mình theo dõi thôi. Nào là chuyên gia bình luận các kèo phủi để cho anh em có thể theo dõi. Mình tìm niềm vui nơi nhau thôi. Tìm niềm vui nơi nhau anh em ơi. Ủa, lên đây chiếm cả vàng đây kìa. Thế quá nhỉ. Ồ, khó rồi. Gõ hép đến từ anh Bắc Pro. Và tỷ số sẽ là 3-0 dành cho Lê Chí Linh. Quá khỏe.